Suy niệm Chúa Nhật thứ ba sau Phục sinh. Bài của Linh Mục Joseph tại Du Tuyền. Chúa luôn ở bên bạn khi bạn khó khăn. Thất bại đã dạy tôi bài học sâu cay. Khi giàu có, ta không giống cho ai vay tiền. Nhưng lúc nghèo khó, cũng chẳng biết tìm ai để xin giúp đỡ. Và cũng có câu nói rằng, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Quả đúng vậy, chỉ khi gặp khó khăn bế tắc, chúng ta mới hiểu được cuộc sống này, tìm được người giúp mình vượt qua khó khăn kẻ là khó. Người ta ví cuộc đời như trái táo. Tôi có một quả táo chia cho bạn một nửa là tình bạn. Tôi cắn một miếng, phần còn lại cho bạn là tình yêu. Tôi không cắn miếng nào đưa hết cho bạn là tình thân. Tôi giấu đi nói rằng tôi cũng đói là thực tế xã hội. Xã hội là thế. Khi giàu có nhiều bạn bè, khi quyền lực trong tay có hàng trăm kẻ theo hầu, khi thất bại mới thấy xã hội thật khắc nghiệt. Bạn bè đã bỏ rơi, mà xã hội là càng muốn đạp mình xuống thật sâu trong đau khổ. Có một linh mục kể rằng, Ngài mới về một giáo xứ không được thành công. Việc Ngài làm không hiệu quả, bị giáo dân phản đối, bị anh em linh mục chế giễu xem thường. Dường như Ngài không tìm được sự nâng đỡ cảm thông, ủy an từ bề trên hay anh em. Một mình trong tuổi hổ và cô đơn thất bại. Đúng là trời mưa rồi, mới biết ai sẽ là người đưa dù cho bạn. Gặp chuyện rồi mới biết ai sẽ là người đối đãi với bạn thật lòng. Có những người chỉ biết theo hoa trên gấm, chứ không biết đưa than trong những ngày đông. Lại có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa, chứ không biết đối đãi chân thành. Thật hạnh phúc cho người Kitô hữu chúng ta, vì luôn có một đấng không bao giờ bỏ rơi ta. Ngài luôn theo sát cuộc đời ta. Ngài luôn có mặt khi ta gặp buồn sầu thất vọng. Sau khi sống lại, qua các lần hiện ra, dường như Chúa Giêsu luôn đến bên những ai đang đau khổ buồn rầu để Ngài ủy an nâng đỡ. Ngài hiện diện như một người làm vườn và thăm hỏi khi thấy nỗi khổ của người khác. Này bà, sao bà khóc? Gioan chương 20 câu 13. Bà tìm ai? Còn đối với hai môn đệ trên đường Emmaus thì sao? Vẫn cách thức đó, Ngài hiện diện như một người đồng hành và đồng cảm với những suy nghĩ lo lắng hoang mang của họ. Các ông vừa đi vừa nói những chuyện gì vậy? Luca chương 24 câu 17. Tin mừng hôm nay, Ngài đến với các môn đệ như một người đồng nghiệp, quan tâm đến sự thành công hay thất bại của bạn hữu mình. Khi các môn đệ gặp thất bại, suốt đêm ấy họ không bắt được gì cả. Gioan chương 21 câu 3b. Thì người gợi ý, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Gioan chương 21 câu 6a. Đức Giêsu phục sinh vẫn hiện diện và có đó. Ngài hiện diện một cách rất gần gũi trong cuộc đời của ta. Khi ta lao động vất vả và nhất là chịu đựng những thất bại, Chúa hiện diện để thông cảm với những khó nhọc của chúng ta. Và đôi khi Ngài tìm cách để giúp ta tháo gỡ những khúc mắc mà chính ta không tài nào thoát ra được. Cuộc đời hôm nay có lẽ nhiều lần chúng ta cũng từng vấp té, nhưng chẳng ai cảm thông, nâng đỡ, đôi khi còn bàn tán, xem thường, chế giễu. Mỗi lần vấp té, đã đau là càng đau hơn khi không nhận được sự cảm thông, nâng đỡ từ anh em. Một mình ta quặn đau, một mình ta phải đương đầu với khó khăn, một mình phải gượng đứng dậy. Đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, muốn buông xuôi, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Nhưng hãy tin tưởng vì Chúa biết mọi sự. Chúa vẫn nhìn chúng ta như Ngài đã từng trìu mến nhìn Phêrô. Chúa đã từng hứa, cho dù người mẹ có bỏ con, ta vẫn không bỏ các ngươi. Chúa vẫn ân cần vực dậy khi chúng ta vấp té trên đường. Noi gương các tông đồ, ta phải biết lắng nghe để nhận ra ý Chúa và thực thi mau mắn. Các ngài đã làm theo gợi ý của Chúa, nên các ngài đã thành công.
Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Gioan chương 21 câu 6 b. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa luôn yêu thương để không bao giờ thất vọng về bản thân mình, nhưng luôn đứng dậy làm lại cuộc đời sau những lần vấp ngã. Xin cho chúng ta cũng biết học nơi Chúa để luôn nâng đỡ nhau và cùng dìu nhau đi qua những thăng trầm của dòng đời. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền.